Thưa quý vị, thông tin một học sinh lớp 6 tử vong sau khi xô xát với bạn học cùng trường tại xã Phong An, huyện Phong Điền trong chiều qua 15 tháng 2 đã khiến dư luận bàng hoàng đau xót. Nạn nhân ra đi ở tuổi còn quá nhỏ, còn hung thủ thì vẫn còn ngơ ngác, chưa thể hiểu hết được mức độ nghiêm trọng về hành vi phạm pháp của mình. Sự việc là một lần nữa đã dóng lên hồi chuông cảnh báo về vấn nạn bạo lực học đường, cũng như nhiều câu hỏi trăn trở đối với nhà trường, gia đình và cả xã hội, để những nỗi đau tương tự sẽ không còn lặp lại. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12 giờ 40 phút ngày 15 tháng 2 tại trường Trung học cơ sở Phong An, trong lúc đi vệ sinh, nam sinh Nguyễn Đình Nhật Huy, sinh năm 2010, học sinh lớp 62, xảy ra xô xát với một nam sinh khác học lớp 7 cùng trường. Sau đó, nam sinh Trần Công Ý, sinh năm 2009, lớp 7 năm, đến bên vực bàn. Trong lúc xô xát, Ý mang dao cắt giày ra dọa, nhưng không may đâm trúng vào vùng ngực của Huy nên bị thương nặng. Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 tại xã Phong An cấp cứu, nhưng đã tử vong sau đó vì mất quá nhiều máu. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, nhà trường đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương đến động viên, chia buồn với gia đình nạn nhân. Hiện thi thể em Huy đã được bàn giao về cho gia đình để làm các thủ tục mai táng. Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Khi sự việc xảy ra như vậy thì nhà trường đã phân công cán bộ giáo viên nhân viên túc trực giúp đỡ hỗ trợ đồng viên gia đình học sinh từ chiều hôm qua cho đến bây giờ và trong quá trình diễn ra tang lễ. Sáng hôm nay là nhà trường cũng đã là triển khai kiểm tra toàn bộ là hồ sơ học tập của các em, dụng cụ học tập của các em và đồng viên từng lớp. Nhắc nhở các em từng lớp để tránh cái việc là bạo lực học đường xảy ra trong nhà trường trong thời gian tới. Không đơn thuần chỉ là một vụ án mạng thông thường, bởi khi chứng kiến những gì đã diễn ra thì ngay cả sự ngơ ngác hồn nhiên của hung thủ cũng đã là nỗi da dứt. Bởi đó là dấu hiệu cho thấy dường như vấn nạn bạo lực học đường vẫn đang lẩn khuất đâu đó để trực chờ bùng phát. Rõ ràng để giảm thiểu vấn nạn nhức nhối này thì trách nhiệm không chỉ của ngành giáo dục mà còn là trách nhiệm của xã hội. Bạo lực học đường không nằm ở đâu xa, không nằm trên màn hình TV, trên những trang báo, mà ngay trên chính con đường đi học mà con em chúng ta hàng ngày đến trường, trong những góc khuất đằng sau mỗi giờ lên lớp. Thưa quý vị, sự việc vừa qua đã một lần nữa dóng lên hồi chuông cảnh báo đối với vấn nạn bạo lực học đường, cũng như một câu hỏi trăn trở đối với ngành giáo dục. Đó là làm sao chấm dứt được tình trạng trên để những nỗi đau tương tự sẽ không còn lặp lại.